Sau một năm tìm hiểu và lên kế hoạch kỹ lưỡng, ngày 16 tháng 8, gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh, 28 tuổi, Sóc Trăng, bắt đầu chuyến phượt từ Nam ra Bắc bằng ô tô bán tải. Chuyến đi kéo dài đến ngày 9 tháng 10 với tổng quãng đường gần 9.000 km. Khác với những chuyến phượt dài ngày trước đây, lần này, anh quyết định không thuê phòng nghỉ mà qua đêm bằng hình thức cắm trại tự túc. Vợ chồng anh cùng con gái đã có 35 ngày ngủ trong lều trại và 10 ngày nghỉ tại homestay, khách sạn do một số yếu tố khách quan. Gia đình anh Minh cắm trại ở Mũi Yến, Phú Yên trong hành trình. Lý do anh Minh thực hiện chuyến đi này là vì cô con gái 18 tháng tuổi. Anh mong muốn con gái thích nghi với nhiều dạng thời tiết, tăng cường sức đề kháng cũng như làm quen dần với thế giới bên ngoài trong giai đoạn hình thành tư duy và tính cách dưới 6 tuổi. Kế hoạch ban đầu, anh Minh chỉ dự kiến đi dọc từ Nam ra Bắc. Trên hành trình, anh vô tình gặp được một số người bạn cùng đam mê nên đã ghép đoàn đi cùng nhau hơn một tháng. Hành trình bắt đầu từ thành phố Cần Thơ, nơi anh đang sinh sống và làm việc, qua thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung đến Hà Nội rồi di chuyển lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Anh Minh lựa chọn những tỉnh, thành chưa có dịp ghé hoặc chưa có nhiều trải nghiệm trong những chuyến đi trước. Trường hợp không tìm được điểm dựng trại hoặc thời gian quá muộn chúng tôi mới thuê phòng nghỉ, anh nói. Thông thường, thời gian ở lại mỗi tỉnh thành là một ngày một đêm, song một số tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, anh dành khoảng 2-3 ngày để chiêm ngưỡng khung cảnh mùa vàng trên những thửa ruộng bậc thang. Tại mỗi nơi, anh đều chọn những địa điểm hoang sơ, gần gũi thiên nhiên, có phong cảnh đẹp để dựng trại nghỉ qua đêm như Cù Lao Mái Nhà, Phú Yên, đèo Hải Vân, Đà Nẵng, đèo Khánh Lê, Nghệ An, thung lũng sông Mã, Sơn La, hồ Pa Khoang, Điện Biên. Chia sẻ về kế hoạch kỹ lưỡng trước khi ra đường, anh nói, trước khi ra đường, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ dựng lều, ngủ nướng, nấu ăn và cả việc thay lốp, kiểm tra ô tô. Vì anh đi với gia đình nên an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Về tiền bạc, chúng tôi không tiết kiệm nhưng cũng không phung phí. Mỗi chuyến đi của anh Minh còn kết hợp viết blog, chia sẻ thông tin về hành trình và đưa ra các gợi ý về điểm đến cho những người có ý định đi lại bằng ô tô hoặc tự túc cắm trại. Hiện tại, anh Minh đã có hàng nghìn người theo dõi và độc giả thường xuyên đặt câu hỏi, tìm hiểu về cách chuẩn bị và lựa chọn địa điểm. Ngoài ra, anh cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị trong việc tài trợ, đồng hành cho chuyến đi. Anh cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và những người ủng hộ trong việc thực hiện đam mê khám phá. Điểm dừng chân của gia đình anh Minh tại Hồ Pa Khoang, Điện Biên. Vì sống và làm việc ở miền Nam, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại các tỉnh miền núi phía Bắc để lại ấn tượng mạnh cho gia đình anh Minh. Đặc biệt hơn, gia đình anh đến vào đúng mùa hoa tam giác mạch ở thảo nguyên Xuôi Thầu và mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi, Mù Cang Chải, ngủ giữa núi đồi hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng, có lúc thức dậy là bình minh trên biển, có lúc lại là biển mây, sương mù trắng xóa trước mặt. Chứng kiến những khoảnh khắc đó khiến tôi càng háo hức đi thêm nhiều nơi, ngắm thêm nhiều cảnh đẹp.